Sự khác nhau giữa tâm tốt và tâm sáng. Ví dụ một người mẹ có một cái tâm rất là tốt, luôn mong muốn con mình ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng khi con đạt điểm chưa cao thì lại nói con rằng: con nhìn bạn này nhìn bạn kia đi, tại sao bạn ấy được 9 được 10, còn con chỉ có việc học thôi mà lại được 5, 6 là sao? Trong tâm của người mẹ rất là tốt, thế nhưng lại so sánh con mình với con của người khác. Cũng giống như khi chúng ta đi làm và sếp so sánh mình với người khác thì chúng ta có cảm xúc như thế nào? Chúng ta có còn hào hứng để làm việc nữa hay không? Theo nghiên cứu khoa học về tâm lý con người thì cái việc so sánh hay chỉ trích không giúp cho ai đó phát triển tốt hơn. Vậy nên có một cái tâm tốt thôi chưa đủ, chúng ta cần có một cái tâm sáng, có sự hiểu biết, sự phát triển liên tục mỗi ngày để gia tăng trí tuệ và nâng cao giá trị của bản thân mình lên. Nếu anh chị đang có mong muốn được học tập, được tiếp xúc với những người có tâm sáng, trí sáng thì hãy nhấn vào link dưới avatar của Hằng để tham gia nhóm học tập. Hãy follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Hằng.